Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của Kim Ca. Ngày mới chúc cả nhà luôn vui, luôn khỏe và đừng quên chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hôm nay thì buổi chiều mát mẻ, dắt cho mấy bạn nhỏ vô ruộng chơi mọi người ơi. Ra đây ghé đây hái một ít nhãn lồng già, giờ mình nấu nước uống. Nhãn lồng thì có tác dụng là mát gan, an thần và dễ ngủ. Mình về mình nấu với đường hoàng nha. Sẵn thì mình hái một ít đọt nhãn lồng non về mình luộc ăn luôn nha mọi người, cho mấy bạn nhỏ trải nghiệm thiên nhiên luôn. Và mọi người cùng thực hiện với mình nha. Đây quá trời nhiều nhãn lồng non luôn mọi người ơi, đứng cho mọi người xem nè, hết sức luôn mọi người ơi. Nè nhìn nè, đọt non quá trời non luôn nè, do mấy hổm gài là mưa nhiều quá. Bây giờ bạn Huy và bạn Minh hái tiếp nha. Rồi có đâu, mình hái đọt non như thế này nè, mình để mình luộc nha mọi người. Đây đọt non nè, mình hái về mình, về mình luộc ăn. Bố ơi, cái bông này cái bông gì vậy bố? Cái bông đó bông muống vậy á. Nè con cầm cái bọc đi. Dạ. Đây quá trời nhiều đọt non luôn mọi người ơi. Bạn ơi, xin thái nhân lòng ghé qua kênh mình nha, ủng hộ mình luôn. Khi xem video đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đây, video chia sẻ cuộc sống của người miền Tây nha, chuyện ở quê. Ghé qua ủng hộ kênh Kiểm Ca Vlog và kênh Phương Vi Channel luôn nha. Đây là Phương Vi Channel đây các bạn ơi. Quá trời đọt nhãn lồng non nè. Mát không ông Bên? Nghe đây mát không? Chỗ này con có trùng trùng. Có trùng trùng. Do tình hình dịch bệnh thì thường mấy bạn nhỏ ở nhà dưới bốn bức tường. Hôm nay được đi ra ngoài đồng ngoài ruộng, mấy bạn nhỏ thấy rất là thoải mái mọi người ơi, rất là thích luôn. Cái bạn nhỏ mặc áo đen đằng kia chạy tung tăng kìa. Còn bạn nhỏ này thì bắt trùng trùng. Còn bạn áo vàng này thì bạn Phương Vi trên nồ thì cầm bọc để hái nhãn lồng. Cái gì là cái gì con? Con quên. Con quên rồi hả? Cái gì vậy mẹ? Bin ơi Bin, mẹ thấy một đàn bướm bướm Bin ơi. Quá nhiều nhãn lồng luôn mọi người ơi. Ba mẹ muốn đi thuyền. Về quê ghé nhận là hái nhãn lồng ăn nè mọi người. Muốn đi. Ba mẹ muốn đi thuyền mẹ. Đi thuyền ha con, mình đâu đi du lịch được đâu, đi thuyền. Anh đòi cho mượn cái xuồng cho nó bơi á. Ở đây đâu có xuồng đâu đi con. Cho nó cái xuồng thì nãy đằng đẵng mình thấy á. Cái xuồng đó nó vô nước rồi mình hái đâu rồi mình lấy đâu có được. Mình đi đâu bơi đâu được nè. Vi nhãn lồng nè con, non quá trời luôn, bánh mọc ra đây quá nhiều luôn rồi. Mời làm món nhãn lồng luộc chấm với nước tương hoặc là chấm với chao nè, ăn với cá kho quẹt nè, và mọi người ăn cơm chung quá tuyệt vời luôn. Đây thấy miền quê mát mẻ không mọi người, xanh tốt không? Đây rất là non luôn mọi người ơi.
giờ mình hái cũng được một bọc nhãn lồng non rồi nè mọi người, nhìn hấp dẫn không? Đây, quá ngon mọi người ơi, quá non luôn nè. Nhãn lồng này luộc là ăn cũng tốt luôn cho sức khỏe nè, mát gan, ăn thần dễ ngủ. Mình hái được bọc nhiêu được rồi, bây giờ mình sẽ hái dây nghe mọi người. Để dây mà mình phải dây già mới được. Dây thì mình lựa dây thật là già, giờ mình chặt ra mình nấu với đường phèn uống cho nó có tác dụng là mát gan, an thần, dễ ngủ. Một đó là mình sẽ nấu tươi, hai á là mình sẽ phơi khô. Phơi khô thì bảo quản được lâu. Đây dây già như thế này nè mọi người. Để đây, lấy ra đi con nó ra ngoài đi. Theo mình chia sẻ cho mọi người về một cái thực phẩm tự nhiên là có một trong vị thuốc nam, đó là có tác dụng là mát gan, an thần, dễ ngủ và giải nhiệt, rất là tốt cho sức khỏe nha mọi người. Cái này mình vừa sử dụng đó là dây nhãn lồng, một là mình sử dụng tươi, giờ mình chặt ra từng khúc khúc như nè mọi người, mình rửa sạch sẽ, mình nấu với đường phèn. Hai là mình sẽ chặt ra phơi khô để bảo quản được lâu nha mọi người. Bây giờ mình sẽ hái dây nha mọi người, mình lựa dây càng già càng tốt nha. Xe hai đứa thôi. À, muốn lời một đống rồi. Mình cuộn được một phanh này nè mọi người ơi. Bố, có biết cái bông này là bông gì không bố? Bố không gần. Bố biết tên không? Phải chơi đen. Rồi mình ruộng cũng được một bịch rồi nè mọi người. Bữa nào thì mình sẽ ruộng tiếp, nay nhiêu đây nấu uống được rồi. Mình chào tạm biệt cả nhà nha, hẹn cả nhà ở clip tiếp theo. Mình sẽ quay chia sẻ với cả nhà về cái cách nấu nước nhãn lồng tươi uống cho mát trong mùa hè. Và chia sẻ với cả nhà về cái cách mà bảo quản được cái nhãn lồng được lâu hơn. Bye bye cả nhà nha. Hẹn ở cả nhà những clip tiếp theo. Thank you.